sao sáng cho nó ế vậy, ta có cục thịt hay cục thịt mà bán bây giờ vẫn ế. Dạ. Mua chưa? Rồi nè. Ủa kêu mua màu làm gì vậy? Hả? Kêu mua màu làm gì? Kêu mua màu gì làm thịt bò nè. Ủa mình bán thịt heo và thịt bò ra đâu ra mà làm? Ông dở quá. Ở cái gì mà mình biến quá không được, giờ thịt heo mình biến ra thịt bò được chứ. Rồi làm sao ra thịt bò? Gì? Làm sao mà ra thịt bò? Ông ngồi đó ông yêu tôi kêu tôi làm đi. Cốc bây giờ biến là thiên nga được chứ thịt heo mà không biến là thịt bò được. Để em mời tôi làm, coi vợ ông làm nè. Bây giờ cái gì cũng làm được. Buôn bán mình phải tính toán mới có lời, chồng hiểu không? Ê, rồi làm gì rồi? Ta biết là sao? Ta đã mắng vốn là sao? Ai đâu biết trời ơi. Anh dở thiệt, lúc nấu lên rồi thì nó cũng ra màu điệu chân à. Móng rồi nó cũng tái lại thôi, nó có ai biết thịt heo hay thịt bò. Ta chỉ biết ăn đâu ông nội ơi, ai đâu biết. Ông im đi mà giúp tôi làm. Nhát quá. Đó, chồng thấy chưa? Đó áo liền. Ôi ra cái màu bò liền thấy không? Công nhân vợ tôi giỏi quá. Chứ sao? Mình thấy không? Ôi cũng là theo đó áo liền, ra màu bò liền. Vừa màu, vừa màu. Rồi, giờ biết rồi. Đó, chồng thấy hay chưa? Chọn chó điều đó, chó điều đó. Đó ra cái màu bò liền, em thấy không? Buôn bán mà phải biết tính toán liền. Giờ như ai biết trộn, như ai biết thịt bò heo hay thịt bò à? Hay quá vậy. Lẹ đi, cắt vô. Rồi. Để hồi ta lại ta thấy. Rồi, ok. Rồi giờ xíu. Không màu vàng vậy? Không sao đâu, xíu nữa tái lại màu là một đồ đó ao luôn à. Ủa là ra màu bò liền. Ok, lấy bản giùm vợ, lấy bản giùm. Có làm cái bản sẵn luôn hả? Làm bản sẵn luôn. Sao mà ế cái đường gì mà vắn vậy ta? Còn miếng nữa cho nó về luôn. Thôi dở đây, chồng về cho đi mua đồ cái nha. Ok, về trước đi. Con mua rau gác gì đây con? Thịt thà thì ủng hộ cô đi. Cái này là thịt gì á cô? À thịt bò con, cái bản đó. Tại mẹ con dặn con đi mua thịt bò mà con không biết đường mua. Trời ơi, con đến đây là đến đúng chỗ rồi, thịt bò tươi ngon thấy không? Bò này bò Củ Chi đàng hoàng đó con. Ôi cái màu đỏ ao, đúng thấy không? Cái màu đẹp dễ sợ, đẹp luôn, bò tươi mới mổ mới lò kìa đó. Thịt này thịt nóng. Nha. Yeah. Con cũng biết đường mua nó mà bò này có con bò ngon ngon nha. Rồi ok, đem bò... về mẹ con la con đó. Rẻ lắm, ký có 200 mấy hả? 250 hả? Ký 200 mấy hả? Ừ, bò nạc này ký có 200 mấy, 250 hả? 280 mà bớt con đó, ủng hộ má hàng cô 250 nha. Mua bao nhiêu đây? Mẹ con đưa con có 100 ngàn rồi. Còn 100 phải không? Ok, cô đợi con xíu. Rồi, 4 lạng nha con nha. Nè. Thương lắm, lắc tròn miếng rồi nè. Rồi, lần sau. Cảm ơn cô nha. Rồi, lần sau ủng hộ cô nha. Rồi. Sao con thấy nó đó ít vậy cô? Hả? Thấy ít xíu vậy? Không đủ đó con, cái căn cô căn đủ lắm. Dạ, cảm ơn con nha. Ôi, bé dễ thương hết, biết là sao ủng hộ con nữa nha. Ai mua thịt không? Ai mua rau không? Em gái ấy mua rau mua thịt về phụ chị đi em. Rau là bán sao vậy chị? À rau nhúc này hả? Rau nhúc là 30 ngàn nha, còn rau muống bó này 20. Trời sao rau em thấy giống queo chị? Ôi, rau là tươi xanh mơn mởn mới đem chợ đầu mối về đây em, làm có héo. Xem thấy nó không có được ngon nha. Ôi rau nào không rau không ngon em, tại vì trời nắng đó em. Ba buôn bán ngoài nắng mà phải chịu đấy, tí xíu nó tươi xanh nè, tại nó thiếu nước nó bị quéo quá. Bây giờ nè, héo vậy là có bớt cho em không? Không được em ơi, không bớt được. Không cần thử em nhiêu đây con nhiêu tiền. Không, bây giờ chị tính gì đi. Bây giờ em lấy hết rồi đi chị bớt cho nha. Bán lộ bán xả cho em là chị về rồi chị cũng miếng nè. Rồi, chị bớt cho em 29.000 kg nha. Ủa vậy là bớt chưa chị? Bớt rồi đó em. Ở 30.000 chị bớt cho em 29.000 còn đậu gì nữa. Rồi ok, 700 gram nha. 700 gram của em 29.000 là 14.500 rồi 18.000 em nha. Hả? Rồi. 14.500 lên 18.000 hay gì vậy? Rồi ok.
nó nghe nè, còn 2.000 chỉ có tiền lẻ thôi, thôi lấy 2 cộng rau niêm nha, 2.000 luôn. Dạ. Rồi cảm ơn em gái nha, đằng sau ủng hộ chị nó như cái em gái nha. Chắc có lòng của chị gái. Ai mua thịt bò không? Gao gác đi chị ơi. Trời ơi chị gái, muốn hộ gao em đi chị. Ủa, thịt bò hả em? Thịt bò. Thịt bò tơ hả? Bò tơ. Trời ơi, sao mà gùi bu dữ vậy em? Trời ơi, tươi xanh vậy, không biết tại gì à. Gùi bu vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Vậy hả? Ồ, dòm tươi ghê ha. Dạ. Mà em bán sao vậy? Đó ao luôn. Trời ơi, bò này bò tơ mà chị. Vậy hả? Chị thích ăn bò tơ lắm á. Ừ, thịt nó mềm lắm. Đúng rồi, thịt mềm mà nó ngon nữa. Lại mà cái sớ nó không có giống như thịt bò khác nha. Bởi vậy? Bò tơ này bò tơ nuôi kỹ lắm, trong trang trại nuôi kỹ lắm. Ừ. Mà em bán sao vậy? Dạ, ký 280 chị. 280 hả? Dạ. Có bớt không vậy? Trời ơi, thôi vậy em còn miếng này chị lấy hết cho em thì mới bớt được chứ không bớt được chị ơi. Thông cảm cho em nha. Dục lên căng cho chị, căng thử. Căng hết luôn hả chị? Ờ, căng hết luôn đi. Lấy hết luôn hả? Đúng rồi, lâu lâu mới hả gặp được bò tơ nè, chứ bình thường á hả chị mua bò nó không có ngon. Dạ 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 dạ, đợi em xíu. Bình thường á em nói thiệt với chị nha, bò bên em á là bò chất lượng dữ lắm. Ai ăn rồi cũng lại mua ăn nữa, em bán cũng đầy hoài hả. Ôi ơi, chị có phước lắm đó nha. Chứ còn miếng này em tính là bên đi bỏ mối cho bên kia rồi. Vậy hả? Trời, em có bỏ mối nữa hả? Có bỏ mối nữa mà. Chồng em đi bỏ mối cho người ta rồi. Bỏ mối tiệm phở đó chị. Vậy hả? Dạ. Vậy thôi em giữ em bỏ mối đi. Về bán cho người ta đi. Chạy 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 chạy. Ôi. Hay dị quá à. Em thể hiện. Wow quá à. Em thể hiện quá, diễm hạnh quá. Căng cho chị nhanh nhanh đi. Ôi. Rồi. Giỡn thôi. Căng coi nhiêu vậy? Căng cho đúng nghe. Dạng của chị là 1 ký. Rồi 1 ký hả? Dạ 1 ký đúng rồi chị. Rồi đem ra đây cho chị coi. Chị coi lại cái coi. Trời ơi. Ôi, bò bên em mới là đảm bảo ngon lành nha chị nha. Ngon không nha. Về chị tính hả xào với trời ơi, cái bò này mà xài bông thiên lý mà. Đúng rồi. Bò chị, ngon dữ lắm. Chị làm bò né. Bò né hả? Ừ. Ừ. Ồ, cái màu tươi xanh vậy thấy không? Màu tươi xanh. Bò này á, em nói chị nghe nè. À, bò này ở trong lò mổ mới ra. Ôi đâu phải là mổ được con bò là dễ đâu chị. Ôi biết bao nhiêu người thợ nè, người ta mằn con bò xong người ta lấy thịt mà em lấy là thịt non, thịt tươi. Ôi thịt bò này đó chị, bò tươi đó chị. Đó ao chị thấy không? Thịt còn nóng hổi luôn nè. Nóng hổi luôn á em. Ừ. Cái bò này á, ở trong cái mấy người thợ người ta làm con bò đâu phải dễ đâu chị. Ôi cực khổ lắm mà làm được con bò. Mà em lấy thịt ra thịt tươi mới lấy nha. Ôi tiêu á, qua hôm ngày hôm sau lại mổ hết. Phải rồi, hôm bữa chị mua lộn ngay sợi bò tươi hư hay gọi là gì? Bị gì đó em mà về ăn không ngon lành gì chưa. Ăn mấy cái đó đau bụng chết cái chị nha. Chị đâu có biết đâu, bây giờ em nói mới biết đó. Mà công nhận dầm tươi ghê. Trời ơi ngon không? Ngon đỏ chót à nha. Mà em có bán đây thường không vậy? Em bán đây thường mà chồng em bỏ mối về tiệm phở nữa mà. Hả? Là tiệm phở đầu đường ấy. Chồng em bỏ mối hả? Chắc nó đó. Dạo này á chị hay nghe tin á là ba cái thịt bò nè nó hay bỏ phẩm màu lắm đó em. Bỏ màu là sao chị? Bỏ phẩm màu vô trong thịt bò này nè, này kia này nọ dữ lắm mà ăn vô bệnh. Chị sợ. Mà công nhận mấy người này thắt đứt ghê luôn á em. Ai mà làm ăn thắt đứt ghê chị ha. Như không có cục thịt của con ta gì mà bỏ phẩm màu vô ăn cũng có hại người hay sao? Chị sợ, bởi vì chị sợ mà cái cảnh mà mua thịt nè lắm. Nhiều người hả, treo đầu dê bán thịt chó. Chị sợ. Buôn bán mà gian dối vậy sợ. Không bao giờ chị tính gì đi, chị lấy em thêm bó muốn gì về xào cũng ngon đó chị. Muốn giường luôn hay sao? Muốn giường luôn. Ôi tươi quá he. Lấy cho em ủng hộ em về đem. Thôi, bó muốn là lấy chị 20.000 thôi. Không căng hả? Bó thường thường, cái bó đó 25.000, đang lấy chị 20 đổ 5 ngàn á. Không vậy em ơi, coi nè. Tại mới nhổ hả em? Mới nhổ rồi, muốn mới nhổ là hơi đắt nhiều dạ. Thôi kệ đi, có 20.000 à. Dạ. Bỏ vô bọc giùm chị luôn đi. Dạ ok chị. Thấy chị thương quá, ủng hộ em á. Rồi rồi, ok. Bỏ bọc giùm chị nha. Rồi ok, cho chị mấy cọng rau niêm canh luôn nha. Dạ, cái này dễ thương quá. Dạ. Lấy ngò giùm chị đi. Ngò luôn phải không? Ngò đi. Rồi ok. Khỏi hành đâu, chị không ăn hành được. Dạ ok, cũng không có hành đâu cho chị. Dạ. Hết hành rồi. Hết hành. Rồi của chị hết luôn hả? Nhiêu vậy? Dạ 280 tiền bò và 20.000 tiền rau là 300 chẳng. 280. Cái này 20 là 300 đúng không? Dạ. Tính không có lộn nha. Dạ dạ ok. Ta đợi chị tí đi. Chị rửa cái tay một cái. Nãy giờ bóc ba cái thịt nè. Thầy cũng dọn về luôn. Mà thôi đi sẵn hay rửa cái thịt đi về nhà ha. Ông chị ở về nhà hả, rửa chị ở đây rửa nó bị dơ nhiều ô nhiễm á chị. Thôi vậy thôi chị xích qua bên cống bên đây chị rửa nha. Chứ biết sao không, về nhà chị không có thời gian chị, để chị rửa. Em ơi, sao mà thịt bò nó ra màu nhiều với em? Màu đâu màu chị.
ơi, cái thịt bò này á nó ra máu đó chị nè, cái máu thịt bò tươi nãy nói chị là thịt bò tươi lộ máu thì lò ra mà phải không, cái máu nó chảy xuống nó làm gì có vụ màu ra máu hả? Ờ máu đi để còn thịt bò nó đỏ tươi đỏ ao cái gì nè màu nó ra chị. Ờ chị rửa lại coi. Ừ à đúng rồi, đỏ thì đỏ không, rồi 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 thấy chưa, làm gì có màu, em buôn bán không bao giờ gian dối đâu chị ơi, phải không nghe? Dạ 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 300 ngàn nha chị nha. Rồi 300 đúng không? Ừ đợi chị một tí nha. Ừ rồi của chị là 300 hết tổng cộng đúng không? 300 rồi nè, 300 nè. Dạ rồi cảm ơn chị nha. À, có gì nha. Dạ dạ dạ, dạ. Ờ, ok bữa nay chị ghé chị ủng hộ. Về luôn hả? Dạ về à, luôn. Cũng hết luôn rồi mà đúng không? Dạ dạ hết luôn. Ôi, rồi nhờ... ôi nhờ chị ủng hộ em chị hết sao? Luôn. Chị ừ. Đi tới đâu mở hàng là đắt dữ lắm trời. Dạ thôi chị đi về nha. Rồi cảm ơn chị. Thủ về đi, trời cũng nắng lên này đó. Dạ 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 dạ. Trễ rồi đó. Dạ, dạ rồi, chị cảm ơn chị nha. Dạ dạ cũng hết luôn rồi chị. Dạ. Ai thịt heo không mọi người ơi, thịt heo đây với má ơi, thịt heo tươi chiều sổ chiều ghẻ đang bán dồ dày sổ lẻ luôn mọi người ơi, ai thịt heo đây mọi người ơi.